ông nó. Ngày trước khi ông và tôi nói chuyện với nhau, ông luôn thích đốt một điếu thuốc như này. Hôm nay, tôi cũng muốn nói chuyện với ông. Hai ngày qua, trong lòng tôi luôn nghĩ một việc. Chỉ cần nghĩ tới là lòng lại lạnh lẽo. Tôi nghĩ nếu chuyện Đại Chí nói là thật, vậy Bồ Đào lại khổ rồi. Tôi lo lắm. Tôi không giúp được gì. Bồ Đào con bé đã đủ khổ rồi. Ông nó, tôi xin ông. Xin ông trên trời có thiên thì bảo vệ Bồ Đào, phù hộ Bồ Đào của chúng ta, Tiểu Vọng và cả Tâm Tâm. Đừng để chúng khổ nữa. Được không? Bảo vệ chúng nó. Tâm Tâm đừng chạy. Tâm Tâm. Bà Thông Gia. À thì bà Thông Gia, tôi đưa Tiểu Vọng và Tâm Tâm đến thăm bố cậu ấy. Vệ quốc anh ấy đang. Bà Thông Gia, bà đừng quá lo lắng. Giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ông ấy. Bố bị bệnh sẽ chết giống mẹ sao? Không được nói linh tinh như vậy. Tại sao không được nói? Không may mắn. May mắn là gì ạ? May mắn, trang 213, chỉ việc tốt có phúc. Bà Thông Gia, tôi đi mua ít hoa quả cho ông ấy. Bà trông Tiểu Vọng và Tâm Tâm giúp tôi chút. Không cần khách sáo, tôi sẽ quay trở lại ngay. Cậu ngồi đi. Đồ của bác và đồ của cháu ai dài hơn? Gì cơ? Đồ của bác và đồ của cháu ai dài hơn? Đồ của bác cháu mặc được không? Cháu mặc thì to quá. Đồ của chị Bồ Đào cháu mặc được. Cháu khá thích bác đấy. Đồ của cháu bác mặc được không? Đồ của cháu bé quá. Cháu lớn rồi có xinh như bác không? Cháu thích tóc của bác. Tóc của mẹ cũng dài như vậy. Cháu thích mẹ xoa đầu cháu lúc ngủ. Anh Viên Vọng thích đuổi theo ánh nắng. Cô giáo nói không ai bắt được ánh nắng. Ánh nắng là của mọi người. Rất tiếc, hai người đều không thể hiến thận cho ông Viên.
tôi là con gái của ông ấy, tại sao tôi không thể? Nhóm máu của cô không giống với của ông Viên, tuyệt đối không thể được. Thế những nguồn thận khác thì như nào rồi? Không khả quan. Có cách nào khác không? Vốn, bệnh nhân suy thận có thể thông qua chạy thận để làm chậm tiến triển của bệnh, nhưng ông Viên không thể chạy thận được. Chạy thận với ông ấy mà nói rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rất nhiều rủi ro. Vì vậy nên bắt buộc đổi thận. Nếu không tìm được nguồn thận thì sao? Cố gắng trong một tuần tìm thấy. Cảm ơn. Bố, về nhà thôi. Đúng lúc muốn đi tìm mấy đứa. Về thôi, chúng ta về nhà. Không được, bố phải nằm viện. Bồ Đào, nghe lời bố. Bố đừng nói gì. Con không nghe, bố phải nằm viện. Bồ Đào, con gái à? Bố thực sự hy vọng cái gì cũng có thể nghe con. Thật đấy. Bố vui vẻ nghe lời con. Bố biết lúc đó mẹ con cũng không vào viện. Giờ bố hiểu bà ấy rồi. Con à, xin lỗi. Bố và mẹ con giống nhau, đều không có cách nào. Ở đây chờ chết. Chúng ta về nhà thôi. Con làm cho bố món tủ của con, được không? Được. Mai, anh đứng lại, đừng có chạy. Vừa tới rồi đây. Mẹ, đừng có nghịch. Tiểu Vọng phủi khói đi. Tiểu Vọng, con xem. Em gái con, em gái bên kia. Có cần giúp gì không? Không cần. Bữa ăn này tôi muốn tự làm. Mấy năm nay tôi và bố cô đều bận việc bên ngoài mà rất ít về nhà ăn cơm, chứ đừng nói là làm cơm cho ông ấy. Lúc trước không cảm thấy, giờ thì chỉ tiếc là giúp tôi thái khoai tây đi. Tôi đã đem hết tài sản riêng dưới tên mình quyên góp cho quỹ nuôi dưỡng người tự kỷ cao tuổi mà bố cô và liên đoàn tàn tật thành lập rồi. Tốt, con xem cũng tạm rồi đấy. Con xem, mồ hôi hết rồi, bố lau cho con nào. Nào Hàng tổng, anh uống một ly đi. Sao lề mề thế? Xong chưa vậy?
Đây gọi là đầu hàng, anh hiểu không? Thật ra chẳng có gì không phải, còn cứ như thế với người ta, sớm muộn cũng bị đá. Nóng sao? Có phải nóng quá không? Sao bất cẩn thế? Đây này, đừng, không sao, không sao, đừng động vào, bỏng cả tay em rồi, Lư đại chí. Cà phê trên mặt anh có thể bỏng tay cô ấy. Trước em chỉ thấy anh tồi thôi, giờ em phát hiện anh còn tệ nữa, ngứa đòn hả? Đại chí, Hàn Bội Gia, Lư Tiểu Lộ, tôn trọng đi, đây là lãnh đạo của em. Giống như anh này, chủ tịch Hàn, nếu là anh sẽ đuổi em luôn. Chủ tịch Hàn, xin cô tha cho anh tôi với, mắt cô để trên kia, anh tôi thì dưới này, anh em ở đâu hả? Trong lòng cô và tôi đều hiểu, cô làm sao mà nhìn trúng anh tôi như này? Sao vậy? Bội Gia thật lòng với anh, cái này anh biết, người ta thật lòng muốn làm bạn với anh. Anh hiểu chưa? Bạn chứ không phải bạn trai. Vậy không phải bọn anh mới quen sao? Hai người mới quen nhau à? Ngủ với nhau 2 lần rồi, không phải 1 lần là giả sao? 1 lần là thật. Vậy em phải cho cô ấy thời gian để hiểu anh, đúng không? Cô ấy không cần hiểu anh. Cái đồ ngốc này không có lương tâm gì cả, đụng vào anh lần nữa xem, còn phải dành thời gian hiểu anh sao? Nhìn thấu anh từ lâu rồi, người ta là chủ tịch công ty, anh chỉ là người ở tiệm sửa xe, tự lượng sức mình đi. Người ta có lấy anh không? Nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu Lộ, tôi sẽ kết hôn với Đại Chí. Cô cuối cùng cũng chịu nói rồi. Mai, có, ghi âm chưa? Đã xong. Anh, có chứng cứ rồi, yên tâm nhé. Giỏi lắm, Lư Đại Chí, anh tính kế em, vẫn là chồng của chủ tịch phải có tí gì chứ. Đúng vậy, ai bảo cô cứ không rõ, làm anh tôi nghĩ linh tinh. Chị dâu, em thật sự rất phiền lòng. Chị nhìn trúng gì ở anh em vậy? Anh em lương thiện. Đúng, anh em lương thiện. Lúc chị khó khăn nhất là anh ấy nhẫn nại nghe chị nói, khuyên chị, hơn nữa rất khoan dung. Chị lợi dụng anh ấy, nhưng anh ấy không ghét chị. Anh ấy thật thà, cho chị cảm giác an toàn, đơn giản, để chị nhận ra, vui vẻ sống hóa ra lại đơn giản như vậy, là chị làm nó phức tạp. Vì thế Đại Chí, em đồng ý lấy anh. Anh đồng ý. Giỏi quá, anh đồng ý, chúc mừng anh. Giỏi quá anh à. Chúc mừng, chúc mừng anh, chúc mừng. Chúc mừng, đừng đi sâu quá, ngoan nào. Tâm Tâm, đỡ lấy. Bên này, chậm chút thôi bác. Tâm Tâm, cháu có muốn lấy vỏ sò nữa không? Ngồi ngay ra ở đây làm gì, để bố mẹ nhìn thấy thì không hay. Cả nhà khó khăn lắm mới ở bên nhau, anh phải vui vẻ lên. Đi thôi. Đi thôi, được rồi. Mặt Lý, bệnh của bố anh phát hiện ra lúc nào vậy? Vừa mới biết. Sao vậy? Anh hỏi làm gì? Không, hỏi chơi thôi. Đi thôi. Còn suy nghĩ gì? Đi nhanh thôi, nhanh lên, nhanh.
Anh. Hôm nay bố ngủ với anh, được không? Bố, không phải anh ấy không đồng ý, là anh ấy không hiểu. Bố cười, bố cười. Chơi trò chơi cười ha ha rồi, nhanh cười nào. Không phải như vậy. Nào, Tâm Tâm qua đây. Đi ngủ, đi ngủ. Tiểu Vọng, tối nay bố ngủ với con được không? Ngủ thôi Tâm Tâm. Về ngủ sớm đi mẹ. Lâu lắm rồi con mới về. Sau này hôm nào con cũng về. Chúng ta đều đang cố gắng, nên con tin nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nói nếu trong một tuần mà không làm phẫu thuật thì bố con sẽ ở bên cạnh mẹ. Sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Bố con sẽ không chết đâu. Đương nhiên rồi. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguồn thận. Viên vọng nhất định có thể. Viên vọng. Viên vọng là con trai ruột của bố con. Thận của nó chắc chắn sẽ được. Mặc Lý, mẹ xin con một chuyện. Con đi nói với Bồ Đào. Đưa viên vọng đi kiểm tra. Nếu thật sự viên vọng có thể, thì bố con được cứu rồi. Bố.
Bệnh của bố anh phát hiện ra lúc nào vậy? Vừa mới biết. Sao lại hỏi như vậy? Không có gì, hỏi chơi thôi. Viên Vọng là con trai ruột của bố con. Thận của nó chắc chắn sẽ được. Tôi đã tra rất nhiều tài liệu liên quan, cô xem. Người bị bệnh thần kinh cũng có thể thực hiện phẫu thuật, ví dụ như phẫu thuật sọ não, những ca phẫu thuật như vậy đã được ghi nhận. Vậy cho đến thời điểm hiện tại, chưa có ghi nhận về phẫu thuật ghép thận. Nói như nào nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ tồn tại rủi ro. Hơn nữa sẽ kéo theo nhiều vấn đề. Nếu như người hiến thận là người tự kỷ, thì làm sao đoán được hiến thận là ý muốn thật sự của người đó? Vậy người hiến thận có biết đến rủi ro làm phẫu thuật không? Còn cả người giám hộ liệu có đồng ý? Quan trọng là nhất định phải có pháp luật, nhân viên công chứng liên quan, còn có cả hội đồng lý luận của bệnh viện quyết định. Rốt cuộc có nên làm phẫu thuật này không? Hội đồng lý luận. Đúng. Vì vậy, Bồ Đào, tôi kiến nghị cô vẫn nên đi bệnh viện trước, hỏi chi tiết về tất cả các quy định và cả yêu cầu của pháp luật, được không? Steven có chuyện gì vậy? Steven, sao thế? Bệnh của bố tôi bắt đầu từ bao giờ vậy? Cậu đáng ra nên biết. Sao lại như thế chứ? Tại sao mấy người không nói với tôi? Tại sao không nói với tôi? Tại sao? Có phải thận của anh tôi tương thích không? Bồ Đào, thận của anh tôi có phải tương thích không? Đúng. Làm xét nghiệm từ bao giờ? Lúc cậu ấy đi khám tổng quát. Xin lỗi Bồ Đào, tôi đã làm sai quy định và làm trái với đạo đức của một bác sĩ. Nhưng đây cũng là vì tính mạng. Dù sao, cũng là bố ruột cô. Bồ Đào, Bồ Đào, Bồ Đào. Bồ Đào. Bỏ em ra. Bồ Đào. Cái gì? Vệ quốc, vệ quốc. Mặc Lý nói, Bồ Đào biết hết rồi. Nó đi rồi, không ai tìm được cả. Mẹ, anh, Bồ Đào mất tích rồi. Bồ Đào mất tích, có chuyện gì vậy? Lúc nãy Mặc Lý gọi nhanh, điện thoại tới. Em không cần đi, mẹ cứ ở nhà đi. Hai đứa tìm thấy Bồ Đào thì nói cho mẹ một tiếng.
Bồ đào. Bồ đào. Mẹ, con xin mẹ, đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Như vậy sẽ ép cô ấy tới chết, vậy con muốn mẹ làm sao? Lẽ nào con muốn mẹ chống mắt nhìn thấy bố con chết sao? Nếu là con đồng ý nhìn người con yêu nhất chết không? Mẹ nói cho con biết, chỉ cần một tia hy vọng thì mẹ cũng sẽ không từ bỏ. Mẹ nói lại cho con biết, tình cảm của vệ quốc với họ không phải là giả. Nhưng hai người có thể mất đi thứ còn quan trọng hơn sinh mạng đấy. Con giả dối. Nếu chuyện này xảy ra với con, ai đồng ý chết chứ? Mấy người các người, ai muốn chết? Ai muốn nhìn người mình yêu nhất chết? Đúng là tôi lừa bồ đào. Bởi vì tôi không muốn nhìn vệ quốc rời xa. Tôi muốn ông ấy sống. Tôi biết nó ở đâu rồi. Bồ đào. Đây là nơi mà năm đó mẹ đã tuyệt vọng đến mức muốn chết cùng với anh. Con đã ở trước mặt mẹ nói rồi, con sẽ đi theo mẹ. Đừng mà bồ đào. Bố nói với mẹ, bố muốn dùng thận của con trai để cứu sống mình, nên mới tiếp cận bọn con, thừa nhận bọn con, dày công sắp xếp lên kế hoạch. Trước mặt con và anh, diễn một màn bố con thâm tình, chỉ vì muốn có được thận của Viên Vọng.
bố nói với mẹ, mạng của bố còn đáng tiền hơn anh. Bố sống còn tốt hơn anh ấy. Bố nói với mẹ, con trai bố chỉ là người tàn tật, bố sống sẽ có ý nghĩa hơn là anh ấy. Mạng của anh là do bố cho, là bố đưa anh tới thế giới này để nhận phần khó khăn này. Giờ bố muốn lấy lại mạng đó. Bố nói đi. Bố. Nhớ rằng anh từng nói với em, dù như nào ông ấy cũng là bố em. Đây là sự thật không thể thay đổi. Anh tin tình cảm của ông ấy dành cho hai người là thật. Thật ra em cũng cảm nhận được, ông ấy thật lòng muốn ở cạnh hai người. Anh nghĩ ông ấy biết mình sai rồi, làm tổn thương hai người. Nhưng ông ấy sắp chết rồi. Đối mặt với cái chết ai mà không sợ. Còn nhớ lúc nhỏ, em nói với anh, không được yếu đuối trước mặt người xấu, nếu không họ sẽ càng bắt nạt hơn. Em dạy anh làm sao chống lại nỗi sợ hãi. Giờ ông ấy đang đứng trước nỗi sợ lớn nhất, cái chết. Em nên giúp ông ấy, dù là cứu mạng hay cứu rỗi linh hồn ông ấy. Chỉ có em mới giúp được. Không phải em luôn chờ bố quay về sao? Bồ Đào, không thể chờ mãi được. Thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa. Giúp ông ấy đi. Giúp ông ấy trở về ngôi nhà thật sự. Bồ Đào, mẹ làm gì vậy? Bồ Đào, xin cô cứu bố. Chỉ có cô mới cứu được ông ấy. Dì Mặc, người có thể cứu bố không phải tôi, là anh tôi. Tôi không thể quyết định thay anh ấy. Tôi đã hỏi bệnh viện rồi. Chỉ cần thông qua được hội thảo chứng minh, chỉ cần viên vọng ký tên, còn cần chính vệ quốc ký tên. Ông ấy đồng ý dùng thận của viên vọng không? Nhờ bà chuyển lời tới ông ấy. Tôi sẽ nói với anh. Chỉ cần anh tôi và bố cùng đưa ra quyết định cuối cùng.
Bồ Đào. Mẹ, mẹ, bà ấy cứ trông như người mất hồn vậy. Em sợ bà ấy sẽ ngã xuống mất. Con cá mặt đó rất yêu bố chị. Bố chị sắp chết rồi, con cá mặt chắc chắn xong đời. Được rồi, Tâm Tâm giỏi lắm. Bồ Đào, con đã nói với Tiểu Vọng chưa? Nói như nào chứ? Nói với anh ấy là anh ấy hiến thận cho anh ấy. Không hiểu đâu. Anh. Bồ Đào à, mẹ hiểu tâm trạng bây giờ của con. Mẹ thấy, nếu là mẹ của con, tuyệt đối sẽ không dùng thận của Tiểu Vọng. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ không để Tiểu Lộ và Đại Chí làm chuyện này. Nhưng mà, chuyện này không phải trên người chúng ta. Chúng ta nói gì chả được. Chúng ta còn sống, sẽ rất khó có thể hiểu tâm trạng người sắp chết. Nói thật thì, ai không sợ chết chứ? Nhưng chỉ cần một tia hy vọng, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bồ Đào à, nhìn thấy người mình yêu sắp chết trước mắt, cảm giác này mẹ nghĩ con cũng biết mà. Tiểu Vọng hiến thận cũng được, không hiến cũng được. Con làm như nào cũng đúng hết. Cả nhà chúng ta đều sẽ ủng hộ con. Mẹ, con không thể quyết định thay anh. Anh ấy phải tự ký tên. Có thể sao? Anh ấy vốn không biết mình phải làm gì. Anh biết mình phải làm gì, đúng không? Thank you.